mình sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm máy hút bụi lau nhà tự giặt rẻ mới và đa năng nhất của nhà Masque Home. Em MacBook V6 này vừa có tính năng hút bụi lau nhà tự giặt rẻ, lại có thêm đầu hút cầm tay với 4 đầu hút tiện lợi. Một trục nối dài hỗ trợ hút sạch mọi khu vực trên cao và dưới thấp một mình cần tắt, làm sạch tối ưu ngôi nhà của bạn. Lực hút lên đến 21.000 Pascal, thiết kế hiện đại tiết kiệm không gian, vừa hút vừa lau loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu chỉ sau 3 giây, hút sạch nước thừa vương vãi, giúp sàn nhà luôn khô thoáng. Đầu hút cầm tay với chổi lau 2-trong-1 hút sạch mọi bụi bẩn ở ngóc ngách, máy tính, rèm, điều hòa. Đầu chổi chống mặt bụi làm sạch hạt bụi trên sofa, nệm hay ga giường. Đầu hút bụi làm sạch khe nhỏ ở bệ cửa sổ hay các góc nhà. Đầu hút chân không làm sạch sàn nhà, thảm, hút gọn lông thú cưng và tóc. Tự động giặt rẻ chỉ với một chạm, dọn dẹp nhàn tênh để bạn thoải mái tận hưởng cuộc sống. Máy hút bụi lau nhà cầm tay 5-trong-1 Masque MacBook V6 đã được mở bán ưu đãi cực hot một ngày tại Masque Home.